Chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mừng sinh nhật bạn thân của tao nhá. Chúc mày ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc đúng như ý nguyện của mày. Tao cảm ơn mày nhiều lắm. Mày bận trăm công nghìn việc, thế mà hôm nay vẫn đến đây để dự sinh nhật của tao nữa. Thôi khỏi, khéo nịnh quá cơ. Em cũng muốn cảm ơn chồng yêu của em, bởi vì anh đã tổ chức tiệc này cho em mà. Thì đâu em, mình ở với nhau bao nhiêu năm nay rồi gì nữa. Còn này, hôm nay nhá, là anh có món quà to hơn tặng cho em đấy. Thật á? Cái gì đấy? Tặng em. Đây là cái gì đấy ạ? Em phải tự tay mở ra. Anh mà nói luôn ý, thì làm sao gọi là món quà bí mật được, đúng không? Mở đi. 2, 3. Anh. Ơi. Anh sao đây? Sao anh lại tặng cái này cho em? Anh biết là em thích mà. Cái này thôi anh dùng nhá. Anh này, kiểu anh còn đang ngồi đây. Không phải ngại tao đâu. Thấy vợ chồng mày yêu thương nhau như thế, tao cũng mừng cho mày đấy. Đây. Còn đây là quà của tao. Đúng hãng váy mày yêu thích đi nhá. Đây. Cảm ơn mày nhá. Mày đúng là tâm lý hết sức. Không phải cảm ơn. Mà thôi, mình nhập tiền đi chứ nhỉ. Tao đói lắm rồi đấy. Tao quên mất đấy. Mọi người dùng bữa đi. Nhập tiền đi. Anh biết là em sẽ thích bộ quần áo này mà. Sao nào? Bây giờ đeo mặt nạ nữa cơ. Để anh xem hôm nay em có gì hay cho anh nhé. Kiều Anh, sao em lại ở đây? Sao lại không được ở đây? Người ta nhớ anh, mất công sang tận đây để tìm anh mà anh còn mắng người ta nữa. Mặc dù em không phải là My, nhưng em có thể hâm nóng lại tình cảm với anh và mãnh liệt hơn cả My nữa. Sao? Anh muốn thử luôn không? Thôi, em về đi. Tối mai anh qua, em ở đây, vợ anh có thấy là cả hai đứa đấy. Thế anh chưa biết chuyện gì à? Sáng nay cái My nó gọi cho em, nói là nó sẽ đi công tác tuần sau về cơ. Trong lúc vợ anh vắng nhà, hãy để em chăm sóc anh nhá. Anh thấy thế nào? Vợ anh nói thế với em à? Sao anh không biết gì nhỉ? Đấy không phải là chuyện anh cần quan tâm đâu. Anh nên tập trung vào em đây này. Thế thì hôm nay em không thoát được anh đâu. Hay quá nhở. Nhìn hai người có vẻ như là đang rất vui vẻ với nhau đấy. My, sao tao tưởng là tuần sau mới về cơ mà. Nếu mà tao không về luôn thì làm sao mà tao có thể chứng kiến được cảnh tượng vui vẻ như thế này chứ. Là anh tao dụ dỗ ta. Anh ta nhân lúc mày đi công tác, tao sang đây đấy. À, cô nói linh tinh cái gì đấy? Em ơi, là khi lên cô ta sang đây, cô ta mặc đồ của em. Anh nhầm là em, thế nên là anh... Tôi đã bắt được tại trận rồi, thế mà hai người vẫn muốn cãi à? Mà anh xem thế nào đấy chứ? Em không chịu làm tiểu tam thế này nữa đâu. Em cố gắng đợi một thời gian nữa đi. Anh cũng chán con vợ anh lắm rồi. Thế nhưng bây giờ mà ly hôn ấy thì cả hai họ nhìn vào anh giá thể thống gì nữa. Nhưng mà em yêu anh, em muốn làm vợ anh cơ. Chịu khó nhá. Đến khi mà anh ly dị con vợ anh rồi, anh cho em một cái đám cưới to đùng luôn, được chưa? Anh hứa rồi đấy nhá. Anh không hứa. Được gạt em đâu đấy. Nhớ. Thật ra là mấy tháng nay em bỏ bê anh, thế nên là anh mới bị sập bẫy của cô ta rồi. Tôi bỏ bê anh chuyện vợ chồng, vậy nên là anh quay ra, anh ngoại với là bạn thân của tôi. Tại sao anh lại khốn nạn như thế hả? Được thôi, sẵn tiện anh đang chất vấn tôi cái chuyện mà tôi bỏ bê cái việc vợ chồng, vậy thì tôi cũng muốn nói luôn cho anh biết là tôi có thai rồi, con của anh đấy. Em có thai rồi hả? Cô nghĩ là tôi cũng đang muốn đợi ngày này để mà tôi thông báo chuyện này với anh. Vậy mà chính tôi mới là người bất ngờ khi mà chồng của mình, ngoại, là bạn thân của mình đấy. Chuyện này đến nước này rồi, anh ly hôn nó luôn đi. Ly hôn gì mà ly hôn? Ý anh là sao? Anh chưa có đường với tôi à? Em ơi, em nghe anh nói này, anh biết là do anh phản bội em, nhưng mà em tha cho lần này thôi, nhá. Nếu mà là anh
Thế anh có làm như vậy không? Em vì con đi. Bây giờ chẳng lẽ đứa trẻ sinh ra không có bố à? Em tha cho anh lần này nhá. Anh hứa với em là không bao giờ có lần sau đâu. Này, anh nói thế là sao? Rõ ràng là anh nói anh sẽ ly hôn nó, anh cưới tôi cơ mà. Bây giờ anh tính lần lọng à? Tôi xin cô đấy, cô buông tha tôi đi. Anh... thôi được rồi, để tao cho mày tọa nguyện nhá. Em bình thường. Anh có gan như vậy thì tại sao anh không nghĩ đến ngày hôm nay đi? Chúng ta sẽ ly hôn với nhau. Và con của tôi từ bây giờ nó sẽ không liên quan gì đến anh cả. Tôi không thể nào để đứa con của mình lại gọi một thằng nhãn như anh là bố được. Còn mày, từ nay về sau mày đừng bao giờ nhắc đến tên tao hay là hai chữ bạn thân nữa. Tao không bao giờ có một loại bạn thơ thế như mày. Đơn ly hôn tôi sẽ viết và để ở dưới bàn sofa. Bao giờ mà hai người xong việc vui thì thường đấy anh nhớ ký vào đây. Vy ơi, Vy ơi.